Ngày xưa người tiếng Nho, chữ Nho có câu là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Nếu mình dịch cái câu này ra tiếng Việt á, người mà không lo xa nhất định sẽ có cái buồn gần. Và chúng ta thường dùng cái từ là lo xa thì khỏi buồn gần. Mà nhiều khi chúng ta sống trong đời ai cũng lo lắm. Lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Ca dao Việt Nam đó. Lo bảy rồi lại lo ba. Tức là mình lo lúc con mình còn nhỏ, rồi lúc nó lớn mình cũng lo, lo đủ thứ hết. Lo già, lo xấu, lo nghèo, lo đói, lo đủ thứ hết. Vậy thì lo là một trong những cái nó gần gũi trong cuộc sống đó. Không ai mà không lo. Có một cái chị đó, chị lên đây. Bữa đó chị ngồi, chị có công việc, chị nói xong cái chị nói: con thấy mấy thầy là đi tu là khỏe nhất. Tại sao khỏe? Tụi con ngoài đời á, phải lo bill, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, còn chùa đâu có lo gì đó. Cái hỏi vậy là sao? Ai lo? Nó ủa không phải chính phủ trả hết tiền điện, tiền nước cho chùa hả? Phải là nó ủa vậy hả? Ở đâu có cái chương trình đó vậy? Thế chị mới nói con nghe ta nói vậy mà. Chùa là không có chính phủ free hết. Free tiền điện, tiền nước, free hết. Không có gì chùa phải trả hết á. Còn mà chẳng những vậy mà chùa còn dư trả lương cho mấy cô Phật tử nữa. Hỏi lương gì? Nay nếu mà không trả lương sao người ta vô đây người ta làm thứ bảy chủ nhật từ sáng tới chiều vậy? Mà nó ủa ở đâu có đó. Vậy thôi, nếu vậy thôi mời hết gia đình vô đây tu. Nếu mà đi tu mà nó sướng như vậy đó, cứ xài điện thoải mái, xài nước thoải mái mà khỏi cần trả đồng nào nữa, thôi mời cả gia đình vô tu cho ở ngoài chi cho nó cực vậy. Vậy thì quý vị nghĩ người đi tu trong chùa rồi còn lo không? Mà cái lo của người tu lo nhiều hay ít? Nhiều hơn mình á. Mình tháng mình có thể đoán đoán nhà mình 5 người này xài điện cũng khoảng nhiêu đây, nước cũng khoảng nhiêu. Còn cái nhà này nó không chừng. Cái nhà này nó không chừng. Mà hễ mà mỗi một tháng tiền điện, tiền nước, tiền gas, mà nước mà xài nhiều chừng nào á thì tiền gì nó nhiều chừng đấy. Tiền cống. Ở đây là tiền nước mà mình xài 100 là tiền cống phải 150-200. Rồi cái chị mới nói vậy chứ không phải chủ nhật đó, ăn uống rồi dĩa giấy ly giấy mà hỏi ở đâu ra. Ở trên kia rớt xuống. Phải có người mua người sắm chứ. Cho nên nhiều khi mình nghĩ rất là đơn giản. Cho nên chính vì vậy mà ai cũng nói khổ khổ cái rồi đi tu. Người nào mà khổ khổ đó để tôi đi tu quá cho rồi. Nhưng mà chưa chắc mình vô chùa mình tu nổi. Tại vì khi mình vô rồi mình mới biết là nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Cho nên thật sự ra cái lo là gì? Lo là một rất là cái chuyện rất gần gũi trong cuộc sống của mình. Ai cũng phải lo hết. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật dạy cho mình là biết lo. Có nhiều người lo nhưng mà cứ ngồi lo thôi mà không biết cách nào để mà mình làm cho cái lo của mình nó đỡ đi. Thí dụ như mình nói tôi lo là tháng này không biết đủ tiền trả tiền điện không, thì phải làm sao? Phải tiết kiệm, phải để dành để mà cuối tháng trả. Chứ còn ngồi đó mà đánh răng mà xả nước ào ào cho đến khi nào mà hết rồi mà cứ ra rau nó trời tôi sợ hao nước. Mình sợ hao nước thì khi mình đánh răng súc miệng mở nước hướng trong ly. Chứ còn mình vừa đánh răng mà vừa mở nước thì làm sao nó chịu cho nổi. Cho nên á,
Phật á, thì Phật không có cấm mình lo, tại Phật biết cái lo là một phần của con người. Nhưng mà Phật dạy mình làm sao mình biết lo. Chờ tôi rầu quá, tôi sợ tôi bệnh quá, thì Phật mới nói sợ bệnh thì phải sao? Ăn uống có chánh niệm. Trời, tôi rầu ghê, tôi sợ tôi già sớm. Sợ già sớm thì bớt phiền não. Người bớt phiền não, bớt giận dữ thì ít nhăn, và ít nhăn thì lâu già. Cho nên Phật dạy mình lo thì tốt đó, nhưng mà phải biết lo. Đối với cái người tu á, mình lo gần là sao? Tức là mình lo gần là mình biết hiện tại đời này mình chuyển hóa những cái khổ lụy ở trong tâm mình, mà đặc biệt là ba cái tham sân si. Tham á là nó hiện ra cái tướng là ăn cắp, ăn trộm. Sân là nó hiện ra cái tướng giận. Nhưng mà si nó không có tướng, bởi vì si là mê. Mà mê là nó mê tự trong á, rồi chính cái mê này nó điều khiển cái tham, nó điều khiển cái sân. Cho nên quý vị thấy trong đoàn đi thỉnh kinh á, trong ba người đệ tử của Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới và Ngộ Tịnh, ai là người im lặng nhất trong đoàn? Ai? Ngộ Tịnh. Bởi vì Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si, Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Ngộ là gì? Ngộ Năng tức là Bát Giới là tượng trưng cho tham. Mà tham với sân là nó cứ đánh lộn tối ngày, bởi vì nó muốn không được thì nó bực. Quý vị nhìn mấy đứa nít nó đi chợ với mình, nói má, má mua cho con cái này, mình không mua cái mặt nó làm sao? Nó chuyển biến liền. Người mình, con người mình cũng vậy, muốn cái đó mà không được á. Ví dụ mình hồi nhỏ có quà mà lên xin thầy viện chủ mày đâu mà thầy không cho đó nhà, chờ nguyên ngày đó là nhìn mình là giống như đi đưa đám vậy đó. Thì cái sân và cái tham á, nó hiện lên cái tướng. Còn cái si là nó ngấm ngầm ở bên trong. Mà cái si là cái khổ. Cho nên cái si là sao? Khi mình không có biết rõ, cho nên mình không có buông được. Mà chính không buông được, mình ôm nó trong lòng. Mà ôm nó trong lòng, cho nên suốt đoạn đường đi thỉnh kinh, Ngộ Tịnh là cái người gánh. Cái gánh mà gánh quải đi theo đó là tượng trưng cho sự ôm ấp chồng chất ở trong lòng. Vì vậy cho nên á, tham sân si là ba độc. Nhưng mà cái độc lụy nhất là si. Tại vì chính si mê cho nên mới dẫn mình đi tới con đường lầm lạc. Chính si mê cho nên mới đưa mình tới khổ đau. Thí dụ như mình nói, người ta đó bỏ con rồi thầy ơi. Biết vậy đó. Nhưng mà nếu mình chấp nhận, mình biết ở đời là hễ đủ duyên là còn thương, mà hết duyên là hết thương. Mình nhẹ nhàng được cái đó, cái mình xả đó. Rồi hôm trước ở chỗ thân thiệt là thân vậy đó, tháng này cái bắt đầu đối nghịch. Mà ở đời mà lúc mà thân có chuyện gì cũng móc ra cho nhau nghe hết á. Tới hồi mà hết thân thì sao? Thì những cái hồi nãy mình móc mình cho đó, bây giờ người ta đem ra người ta làm gì? Người ta phơi. Đời nó vậy đó. Cho hiểu như vậy cho nên mình sao? Xả. Tại sao bây giờ mình, nếu mình rõ được thì mình bớt cái gì? Bớt cái hỏi tại sao nó đối xử với tôi vậy. Tại vậy đó. Đời là thương là như vậy, mà ghét là như vậy. Cho nên mình tu Phật để làm gì? Tu Phật để mà mình có được cái tuệ giác. Mình nhận định, mình nhận định tất cả những hiện tượng trong đời này. Mà khi mà nhận ra rồi á, thì tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lắng xuống, tại mình biết lẽ thật là như vậy. Cho nên cái người mà người ta biết sự thật á, Pháp Bảo ví dụ, mình cứ bệnh hoài mà đi bác sĩ kiếm không ra bệnh, rầu không? Rầu lắm.
Nhưng mà nếu mà bác sĩ cho mình biết dù cái bệnh nó thiệt tệ, nhưng mà mình vẫn an lòng hơn là bây giờ mình biết mình bệnh gì rồi, thì bây giờ lo chữa cái bệnh đó. Còn hơn là cứ bệnh mà không biết bệnh gì, thì mình cứ rầu rĩ mình không biết mình bệnh gì. Thà là mình biết mình bệnh. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói: trời, cái người đó gạt con thế này, gạt con thế kia, bây giờ mới nói sự thật cho con nghe. Bà nói, nói sự thật còn hơn không nói. Mà gạt mình được 10 năm còn hơn tiếp tục gạt mình 20 năm, mai mốt mình khổ còn dữ nữa. Cho nên nếu mà mình thấy được cái đó, cái bớt si. Thật ra mình chưa hết si đâu, bớt thôi. Tu là để giảm si, bớt si thôi, chứ còn mình khó mà hết. Tại vì nếu mình khó, mình hết si thì mình là giác, mà giác là làm phận. Mà hãy còn tiếp xúc, còn ở trong đời là thế nào cũng có chút chút cái si. Si là gì? Là mê chứ gì đâu. Ví dụ như nói anh nó si tình. Si tình có nghĩa là người ta không thương mà cứ thương hoài, cứ ôm cây si đó hoài. Si đó. Cho nên chữ si mà nói cho đủ là si mê. À, còn mình nói tắt là si. Còn ví dụ người ta nói tham. Tham nói cho đủ là tham dục. Dục là muốn. Vậy thì con người ai cũng muốn, nhưng mà muốn mà ngoài cái tầm tay của mình thì gọi là tham dục. Chứ ai không muốn. Ví dụ như nói bụng quá, tôi muốn ăn. Muốn ăn là muốn rồi, thì cái muốn đâu không sao. Ví dụ mình có nhu cầu ăn thì muốn ăn, nhưng mà mình hơn cái mình cần thì gọi là dục, là tham. Chứ còn dục thì ai cũng có dục hết á. Dục nghĩa là muốn. Thì cái muốn thì trong chút thể còn là con người là còn muốn. Thí dụ khát nước quá, muốn uống nước, đó dục mà. Nhưng mà thôi tôi muốn nước lạnh đâu, tôi muốn nước ngon hơn à. Rồi cái thì chạy đôn chạy đáo đi kiếm, mà trong cái đó khát nước, chỉ cần miếng nước giải khát thì không. Cho nên mình khổ là khổ cái chỗ chạy vòng vòng đi kiếm đó. Cho nên cái chuyện đơn giản là gì? Trên hai đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Trên vai của mình hai vầng nhật nguyệt là gì? Là nhật là ban ngày, mà nguyệt là ban đêm. Mỗi ngày mình phải sống với ngày với đêm rồi đi tới cái chỗ gì. Nhưng mà mình khổ cái là cứ đi vòng vòng, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Cái bài của ông Trịnh Công Sơn đó. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ngày nào mình không đi, nhưng mà mình không có biết mình đi đâu. Nó khổ là cái chỗ vậy đó. Chứ đi thì ai cũng phải đi, nhưng mình đi vòng vòng mình không biết mình đi đâu. Cho nên nhiều người cũng tu dữ lắm, nhưng mà không biết mình tu cái gì. Chính không rõ mình tu cái gì, cho nên sao ai nói gì cũng nghe. Người ta nói tu niệm Phật đi, chết giảng sanh. Mai mốt cái nghe người ta nói niệm Phật không có được, chị cứ réo Phật hoài rồi Phật giận chị sao. Chẳng hạn thí dụ như tên của ba chị, rồi ngày nào ta cũng đứng trước cửa nhà người ta réo, chị có giận không? À, cũng có lý ha. Cho nên quý vị thấy không, cho nên là mình tu không có rõ, ta nói gì nghe cũng có lý hết. Rồi ta mới nói ăn chay làm chi, vạn vật sanh ra để nuôi mạng con người, mà mình ăn vậy mình trái với thiên nhiên không? Ờ, cũng có lý ha. Cho nên rồi á, khi mình tu á là mình phải rõ. Giờ muốn rõ đó mình phải làm cái gì? Cái mà quý vị đang làm là quý vị đi chùa mỗi chủ nhật nè, rồi quý vị tụng kinh xong rồi quý vị nghe giảng. Và nghe để làm gì? Để thanh lọc những cái hiểu của mình xưa nay. Ví dụ như mình nghe người ta nói chụp hình đừng có chụp ba, chụp ba xui lắm. Vậy mà lại Phật lại ba lại không xui. Thậm chí Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chí ba người, sao không thấy ba người đó xui? Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, cũng bổ ba. Mình kêu là ta là Hoa Nghiêm Tam Thánh.
Còn Phật Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chiến, hai bên gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tại sao mình lại phải chụp hình ba người? Ăn cơm gặp bạn nói chị khỏe không, đi đâu vậy, lợi đây ăn với tôi ba hộp. Cúng trà cúng ba chung, lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây mà chụp hình sợ ba người. Chật lắm. Mà tin như vậy thì không phải tin của chánh pháp. Mà không đi chùa không nghe Phật pháp là vậy đó. Cho nên mình nghe xong mình thanh lọc. Rồi cái thí dụ như giờ mình nói trời ơi, mình thờ người nhiều quá mà cúng có ba chén cơm sao đủ ăn. Không lẽ giờ ở trên đó thờ 400 tấm hình, cái thờ đem 400 chén cơm lên sao? Cúng là biểu tượng, cúng kiến là biểu tượng bày tỏ tấm lòng. Thứ một chút là bày tỏ thôi. Chứ đâu phải, rồi đâu phải là mình có nhiều khi cúng mà sợ Phật không thấy nữa. Phải để ngay trước Phật vậy đó. Có một cái sư cô đó, cổ có ngông Phật nhỏ nhỏ đi đâu cũng cuốn sách theo. Rồi khi thì mỗi lần mà cô đi đâu rồi cô ổn định chỗ, cái cô lấy cái bình trầm, cô xông trầm của cúng Phật của cô. Bữa nọ cô tới đó thì cái chùa đó chật chỗ, mới để một sư cô khác vô chung phòng. Cổ để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi ông Phật á, của cổ á, tại vì cổ sợ cái sư cô kia ngửi ké. Cho nên để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi Phật. Để chi biết không? Để cho khói nó xông ngay thẳng lỗ mũi Phật của cổ, cái Phật của ngửi, cho nó khỏi lan tràn ở đâu hết. Thì cuối cùng cái lỗ mũi ông Phật đen thui. Thì quý vị biết câu chuyện đó ta định nghĩa sao? Thì đó là một hình thức là mình cứ sợ người khác chia sẻ của mình. Mà mình đâu có biết mình là càng làm như vậy á, thì mình làm khổ ông Phật của mình. Cái câu chuyện đó có tên là ông Phật mũi đen. Cho nên mình càng thương người mình thương, mà mình không muốn cái gì, mình bắt người thương của mình chỉ cái của mình thôi, thành ra rốt cuộc cái người mình thương bị thương. Thì cái ông Phật mũi đen đó là khổ lắm, thay vì làm Phật rất đẹp, nhưng mà cuối cùng ông Phật đen thùi cái lỗ mũi. Cho nên cái người tu á, là cái người không phải làm việc bình thường hay là tầm thường, mà là phi thường. Phi thường ở chỗ nào? Ở cái chỗ là can đảm mình nhận ra cái sai của mình, rồi chỉnh sửa lại cái sai của mình. Cho nên không phải là mình dẹp loạn đánh ma, mà mình là người đại thắng. Mà mình dẹp được cái tâm tư phiền muộn, cái ma tâm của mình, gọi là đại thắng, là viên thành. Ở trong sử kể đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong 49 ngày thì đến cái đêm cuối cùng mà sắp thành Phật đó, ma vương xuất hiện nhiều lắm. Mới đầu thì họ đã dùng gươm giáo, rồi kế đến họ dùng sắc đẹp, thậm chí họ dùng người thân, tức là ma nó giả ra, công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, Tịnh Phạn Vương, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đến gần Phật, Phật trừng con mắt, thì tất cả những cái đó nó biến nguyên hình của nó hết. Thì thật sự ra cái đó là một biểu tượng. Lúc mà mình thành Phật á, không phải ma cỏ đâu bên ngoài, mà cái tâm ma của mình nó hiện khởi. Có là ví dụ vậy nè, trong tâm mình nó thường chứa con ma tham, hay suy nghĩ tham, cho nên thấy ai để đồ hở con ma kia nó mới xúi nó lấy đi. Giờ vắng quá không lấy, cái thì con ma đó bị gì, trong mình nó có cái gốc đó rồi. Mà cái đồng hồ để đó là cái duyên. Mình có cái gốc tham của bên ngoài là duyên cho mình tham,
Cho nên mình lấy cái của đó là nghiệp tham. Bây giờ muốn bỏ được cái nghiệp tham, diệt cái gốc bên này. Cho nên tu Phật á, là diệt ngay cái gốc. Cái gốc mà không còn thì cái đó nó không ăn thua. Cho nên ông thầy á, ông tu á, mà cô gái ôm thầy rồi hỏi: "Thầy ơi, thầy cảm thấy làm sao đó?" Lúc mà cái cô đó có ôm thầy rồi hỏi: "Thầy, how do you feel?" Thì cái cô đó cũng nói là: "Tôi bây giờ như một cái cây khô mọc ở một cái núi lạnh, không còn cảm giác. Khô mọc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút máu lạnh, máu nóng." Tức là tôi bây giờ tôi đến cái cảnh giới đó là lạnh luôn như vậy, cô đừng có hòng mà dụ tôi. Trời ơi, mình nghe ông thầy mình tu được vậy mình mừng gần chết. Nhưng mà cái bà già này bà tu cao hơn, bà nói: "Ông thầy này tu chưa tới. Ông, bà không thèm cho cơm cho gạo gì ăn nữa." Mấy năm sau thấy tội nghiệp quá, nuôi nấng tiếp, rồi lần sau kiếm nhỏ đẹp hơn nữa. Kỳ này ôm thầy một cái nữa, hỏi: "Thầy ơi, thầy cảm thấy sao?" Kỳ này ông thầy nói: "Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết." "Thầy, how do you feel?" "I know, you know, don't let that lady know." "Tại sao thầy nói vậy?" "Cái chỗ chứng ngộ là tôi có động lòng hay không, tôi biết. Bà già đó là người thứ ba, sao biết được tâm tôi? Mà cô có động lòng hay không, cô biết. Bà già đó cũng không thể biết được cái tâm của cô." Bà già nghe xong bà già khoái quá: "Ông thầy, tu tới." "Tu tới là sao?" "Tu không phải để biến mình thành sỏi đá vô tri, mà để mình nhận biết nhưng mà không đắm chìm. Cái đó mới là cái quan trọng." Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đó, mình sống ở cái xã hội phương Tây này là dễ đắm nhiễm không? Nhưng mà nếu cái người mà thật tu rồi á, thích tu rồi, thì mấy cái đó nó không làm được gì mình hết. Bây giờ nó thôi con đừng ra đường con. Con ra đường rồi ghen ghét, rồi con gái con trai gì nó dụ dỗ con, quần là áo lụa, nhốt cái đứa đệ tử trong nhà không cho nó đi đâu hết, mà tới hồi nó bung cái sao. Còn hơn nữa, giống như ông thầy nhốt đứa đệ tử ở trên núi mấy năm trời không cho xuống núi. Một hôm nọ ông thầy dẫn nó xuống núi, nó không biết trời đất gì hết. Nó nhìn nó: "Thầy, thầy cái đó là cái gì vậy?" Ông thầy nói: "Cái đó là cái building đó con, cái đó là cái shopping đó con." Cuối cùng nó đi ngang một cô gái đẹp, nó nói: "Thầy, thầy cái đó là cái gì vậy?" Ông thầy nói: "Con cọp đó con." Ông thầy nói: "Con cọp đó con." Nó về, nó lên núi trở lại mà nó mất ăn mất ngủ luôn. Ông thầy thấy: "Ủa, không biết lẽ cha đệ tử mình nó xuống núi nó trúng gió." Ông thầy nói: con có bệnh gì con nói thầy nghe để thầy cạo gió, thầy cho uống thuốc con." Nó: "Thầy ơi, con nhớ con cọp đó quá." Bởi vì cho nên mình phải hiểu cái tu. Tức là ở một cái mức độ mà cái mình phải biết là cái tâm của mình. Cho nên nhà Phật cứ nói tu là tu tâm, nhưng mà thưa đại chúng, tu tâm phải đơn giản như mình nói vậy đó. Ai xưa nay cứ nói vậy đó: "Tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần ăn chay, tôi tu tâm." Nhưng mình làm sao mình biết được cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng như vậy để mình tu? Nếu mà mình biến mình thành một cái khúc gỗ vô tri, không còn cảm giác với tha nhân nữa là trật. Tu đâu phải để vậy. Nếu như vậy thì chữ từ bi của nhà Phật nó nằm đâu? Nếu như vậy thì Bồ Tát mà gọi là thấy chúng sanh khổ mà biết lân mẫn cái khổ của chúng sanh giúp thì đâu có được. Nhưng mà cái luyện tâm của bậc tu hành là gì? Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường. Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường để mình đưa tâm mình đến tới cái chỗ đại lượng. Hồi nhỏ đó, trước khi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa được một vị thượng tọa tặng cho một bài thơ. Đây là bài thơ mà đã làm cho cái ý chí đi tu của mình dũng mạnh. Thầy cho Pháp Hòa 4 câu như thế này:
con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và khi thầy cho bốn câu thơ đó xong, thầy còn nói một câu. Thầy nói ngày nào con được xuống tóc, thầy cho con thêm hai câu nữa. Từ nay khép cánh tình riêng lại, rải cánh tình, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Và chính sáu câu thơ đó nó làm cho cái tâm cương quyết đi tu của mình mạnh hơn nữa. Hồi nhỏ mà đi, lúc đó là 20 tuổi, thì có một cái em đó, nó nữ mà nó thích đi theo và nó nói chuyện lắm. Thì ngày nào nó cũng tới nó nói chuyện, thì có mấy cô lên mét hòa thượng, hòa thượng bên Pháp đó, tức là sư ông làng Mai á. Sư ông mới nói kệ đi, không sao đâu, đang chích ngừa đó. Thưa đại chúng, là ở đây có mà muốn nói á, chúng ta có những cái lo. Mình lo là mình chết không vãng sanh, lo không? Mình lo cái ngày chết của mình không được an ổn, mình lo. Trẻ mà không lo học, mai mốt lớn thành người dốt. Già mà không lo tu, không lo dưỡng, mai mốt chết khó khăn. Giàu mà không lo bố thí, mai mốt nghèo đói, bần cùng không ai giúp đỡ. Đó là cái chuyện mà Khổng Tử dạy. Nhưng mà Khổng Tử dạy cái lời của Khổng Tử chống Phật. Phật dạy chúng ta. Còn trẻ lo tu tốt, tại vì trẻ thì sao? Trí hóa, nhớ dai, nhớ nhiều, dễ chuyển hóa. Như mấy bác là chừng 60 trở lên, 50 trở lên là thấy chuyển hóa khó lắm. Bây giờ mà biểu mà nhớ câu kinh 4 câu là trời ơi, nhớ được câu đầu nó quên câu 3, nhớ câu 3 là nó quên câu 2, thí dụ vậy, cứ nhớ lung tung. Tại vì cái đầu mình nó nhiều thứ rồi. Cho nên khi mình còn khỏe, mình tu tốt, trẻ tu tốt. Cho nên lo xa thì khỏi buồn gần, là vậy đó. Bây giờ á, người tu không phải là cái người khờ, mà là cái người biết nhìn xa thấy rộng. Thí dụ như mình giữ 5 giới để mọi người cùng được an vui với mình, đó là cái người nhìn rộng. Nhìn rộng là sao? Mình biết á, mình sống mình chan hòa với mọi người, biết chia sẻ với mọi người, đó là nhìn rộng. Còn mình biết cái thân này nè, hiếm có ai sống đủ 3 số lắm. Thường thường là 2 số là dữ lắm rồi. Phó Hòa nhớ sư ông Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Khi mà đại chúng lên chúc Tết Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói một câu. Hòa Thượng nói tôi đâu có biết tôi đi nổi tới 3 số không. Thường thường 3 số tức là từ 100 trở lên. Thì đúng y như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng thọ tới 98 tuổi Hòa Thượng tịch. Nhưng mà 2 số mà tới đó là cũng khá rồi. Còn 2 số mà nhỏ hơn nữa, 50, 60, 40 thì thiếu gì. Như vậy thì bây giờ mình nói là nhìn rộng mà lo xa nè. Nhìn rộng là khi mình sống với nhau ở trong một gia đình, thì hãy nên quan tâm với nhau. Thí dụ thôi, con gái vợ mình á, biết thương cha mẹ bên vợ, lo cho gia đình vợ, mình cũng biết thương gia đình mình, lo cho gia đình mình. Tại sao cái nhìn của mình nó hẹp, là mình chỉ biết chồng mình chỉ lo cho mình hay là gia đình mình, mà đừng biểu chồng mình đừng lo cho gia đình kia. Rồi như vậy rồi mai mốt á, thí dụ bây giờ người chồng đó không lo cho gia đình của chồng, mà giờ lo gì, lo đánh bài, lo nhậu nhẹt, thì mình muốn cái lo nào?
Cho nên cái nhìn rộng là mình thấy chồng mình biết chăm sóc ba mẹ của chồng mình thì mình phải mừng, phải hoan hỷ, phải tùy hỷ, đó là một người chồng tốt. Và đồng thời cái đó cũng là cái phước của mình, biết tùy hỷ với gia đình. Nhưng mà ngược lại, người chồng khi chăm sóc gia đình thì cũng phải biết mình cũng có một cái mái gia đình riêng của mình, làm sao mình chan hòa để cái gì, cái nhìn của mỗi người nó đừng có hạn hẹp. Tu giữ năm giới, mình sống trong một đạo tràng cũng thế, huynh đệ phải chan hòa, người này nâng đỡ người kia, người kia giúp đỡ người nọ, thì sống được như vậy. Đó là hiện đời này mình có cái nhìn rộng để tâm tư mình an hòa vui vẻ với nhau. Còn bây giờ nói lo xa nè, mình biết cái thân này nó tạm bợ, con người của mình sống mấy mươi năm rồi chết à. Nhưng mà nếu mình sống mấy mươi năm và cái chết này chỉ chết bình thường, trong quên lãng hay trong khổ lụy mà không làm được lợi gì thì nó uổng quá. Cho nên còn khỏe, còn cái thân này, hãy dùng cái thân này cho đúng, làm lợi đời ít người, dù chỉ 2, 3, 4 người thì mình cũng cảm thấy mình không có phí. Quý thầy thường thường đi tu là mỗi thầy có cái bát, mà ngày xưa ở Việt Nam là cái bát làm bằng đất, đất nung, xài thời gian là nó nứt. Thì quý vị biết những cái bát mà bị nứt như vậy đó thì thường là không có bỏ, lấy dây kẽm ràng lại làm cái chậu trồng cây. Như vậy thì cái bát đó, cái bình bát để ăn cơm đó, từ lúc nó hình thành là một cái bát tốt cho đến nó bị nứt bát, nó cũng không uổng phí một kiếp của cái bát, là nó đã cung ứng, nó làm cái vật, cái pháp khí cho các thầy tu cầm theo để mà độ ngọ qua ngày. Và khi nó nứt, nó không còn sử dụng được như một bát cơm, thì nó trở thành là một cái chậu trồng cây, nuôi cây. Chúng ta cũng như thế. Hồi mình còn khỏe, mình lo cho gia đình, lo cho con, cho cháu, bây giờ già rồi không lo được gì nữa, đừng buồn, đừng tủi. Bây giờ má không có lo gì được cho tụi con nha, nhưng má lo được một việc, má ngồi má niệm Phật, má hồi hướng cho các con. Cái hình ảnh má ngồi tu đây là cái hình ảnh đẹp. Đẹp như thế nào? Ngày má ra đi, hình ảnh đẹp của má ra đi sẽ làm bằng chứng cho các con thấy kết quả của sự tu hành. Pháp Hòa có một bà cụ bên Mỹ, bà nói thấy thương lắm. Pháp Hòa qua thăm bà thì bà mới nói như thế này: con bây giờ không lo được gì cho con cháu, con chỉ biết niệm Phật thôi. Tại vì con muốn chứng minh cho các con của con biết là Phật Pháp nhiệm màu, mình tu có kết quả, cho nên con muốn cái ngày con ra đi phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, để chứng minh cho các con biết rằng cái công đức tu của con mấy mươi năm nay thật sự có kết quả. Thì quý vị biết đúng y như lời bà nói. Năm ngoái vào ngày Mother's Day, sau Mother's Day khoảng 6-7 ngày đó là đến cái ngày thọ của bà. Và Pháp Hòa đã nhận lời qua giữ cái lễ thọ đó, để mà trong cái lễ thọ đó sẽ nói pháp thoại cho Phật tử luôn. Thì trước đó một tuần, bà đứng dậy, bà nói bà chóng mặt quá, bà ngã xuống. 2-4 tiếng đồng hồ sau bà mất. Thanh thản nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì thay vì tuần sau là ngày thọ của bà, mà ngay cái ngày lễ Mother's Day bà mất, thành ra cái tang lễ. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải đổi vé chạy qua để dự cái tang lễ đó cho bà thay vì cái ngày thọ. Cho nên thưa đại chúng, là mỗi con người chúng ta không ai là vô dụng, cho nên mình đừng có lo. Nếu mà lo mình thành người vô dụng thì phải làm cái gì để thực dụng ở nơi cái thân của mình. Nếu bây giờ mình bệnh thì mình tu theo bệnh, chứ đừng có nghĩ là giống như bây giờ có một một
Một vài vị bây giờ lên đây là đâu làm gì, ở trên chánh điện thôi, xếp kinh, cất kinh, quét bàn thờ, coi ngó trên chánh điện. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có lo, nhưng mà lo rồi làm gì với cái lo đó? Cái người nhìn rộng là người biết thấy. Nếu mình thấy hạn hẹp, mình sẽ làm khổ người thân mình. Thậm chí một cái lời nói người ta nói ra, mình cũng dễ chấp nhất. Thì mình càng chấp nhất chừng nào thì mình làm cho người thân mình khổ chừng nấy. Nói trời, tôi lo quá, tôi thấy nó rầu hoài. Mình thấy người ta rầu hoài thì mình sống sao cho ta bớt rầu. Cho nên đời này mà biết chan hòa sống với nhau là nhìn rộng, biết dụng thân này cho đúng, tạo cái phước cho thân này thì kiếp sau mình trở lên. Lỡ mình tu mà không về cõi Phật thì ít nhất cũng trở lại cõi người tu tiếp. Còn càng tu mà càng đọa lạc là tu trật. Cho nên mình càng tu là ít, nếu mình không được về cõi trời, cõi Phật, ít nhất cũng cõi người. Cho nên không phí cái thân này. Có nhiều người người ta nói, trời đất ơi, thời buổi này rồi mà chủ nhật còn mặc áo tràng đi chùa ăn chay, tối nào cũng tụng kinh, ta lên tới cung trăng rồi mà còn gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà thật sự cái tụng kinh của mình, cái ăn chay của mình là lo xa đó. Tại sao mình lo xa? Là tại vì mình biết không tu thì đọa lạc. Mình nhịn á, mình nhịn được người ta, lúc mà mình người ta đang giận là lo xa đó. Tại vì vì sao? Vì mình không nhịn là sẽ có chuyện lớn. Chứ nhịn nhục là biết lo xa. Hai ngày nay Pháp Hòa sinh hoạt với người Tây Phương, Pháp Hòa có nói với quý vị, quý vị ở ngoài đời khi mà làm đám cưới đeo chiếc nhẫn, mỗi khi mà giận chồng vợ giận nhau nhìn lại chiếc nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn là phải chịu đựng. Thay vì mình hò hét mình giận, nhìn chiếc nhẫn để nhẫn. Người tu chúng tôi không có đeo nhẫn. Bởi vì chiếc nhẫn quý vị đeo, chiếc cà rá quý vị đeo là chiếc cà rá của nhẫn nhục. Người tu chúng tôi không có cà rá nhẫn nhục, nhưng mà có chiếc áo nhẫn nhục. Cho nên mới mặc áo màu nâu. Áo màu nâu là tượng trưng cho màu của đất, mà đất là chịu đựng là nhẫn nhục. Màu vàng là tượng trưng cho đất, đất mới rộng, mới dày, mới sâu, mới chịu đựng. Cho nên chúng tôi không đeo cà rá, nhưng chúng tôi có cái y áo này. Và chính cái y áo này nó tương bằng với chiếc cà rá quý vị đeo. Khi quý vị đám cưới, một đời người đám cưới quan trọng lắm, được đeo chiếc nhẫn cưới. Đời người của chúng tôi cũng quan trọng lắm, là được mặc cái áo nhẫn nhục. Cho nên muốn được mặc chiếc áo này mà không nhẫn thì không thể mặc được. Mà nếu có mặc không lâu, mà nếu có cố gắng mặc lâu nhưng mà không có thay đổi. Cho nên ai cũng có cái áo nhẫn đó, giống như Phật tử mình mặc áo tràng vậy đó. Tại sao màu lam? Nếu mà nói là về đất, đất mà nó chưa già mà còn non đó là đất nó màu lam lam, xám xám. Đến khi cái nhẫn nó mà nó sâu dày rồi là đất nâu. Đất già là đất nâu, đất non là đất xám. Phải còn nói một cách khác nữa là màu, cái màu lam là màu của khói, khói nhang. Mà khói nhang là nó nhẹ nhàng thì nó đi lên, mà nó nặng nề thì nó rớt xuống. Cho nên mình mặc cái áo này rồi thì phải tập cho cái tâm tư mình phải nhẹ nhàng, phải cởi mở để mình bay phèo phèo như khói vậy. Còn không thì mình đụng đâu mình rớt đó, đụng đâu rớt đó. Một câu mình cũng chấp, hai câu mình cũng chấp, thì mình là tro, mình rớt xuống. Cho nên áo lam, áo nâu, áo vàng đều là những cái màu biểu tượng của sự tu hành nhẫn nhục. Áo nhẫn nhục nhu hòa, nhà này là nhà từ bi. Cái tòa mình đang ngồi là tòa pháp không. Trong kinh Pháp Hoa nói áo nhẫn nhục, nhà từ bi, tòa pháp không.
Cho nên mình tu rồi thì hãy vạch cho mình một hướng đi cho đúng. Giờ Phật tử mình ai cũng đi chùa khá khá rồi, nghe pháp cũng khá khá rồi, bây giờ vạch cho mình một hướng đi để mình không đi sai đi lệch. Còn mình không vạch cho mình được một hướng đi thì mình cứ đi nhưng mà nó cứ quẹo quẹo cong cong vậy, mà rốt cuộc mình không tới đâu hết. Rộn lát mình thắng cái cục, lát cái mình nhả mà đi vậy hư xe mau hư lắm. Cái tu của mình cũng vậy. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa nương một cái câu nói của người thế gian chúng ta nói: lo xa thì khỏi buồn gần. Giờ mình sao mà lo xa đây? Lo xa là dụng thân cho đúng, thời gian của mình dụng cho đúng, hiếm lắm, quý lắm. Pháp Hòa thấy là bây giờ mình đã 40 mấy tuổi rồi mà mình chưa làm được nên tích sự gì hết, mà mình cảm thấy là mình chưa làm được gì nhiều cho Phật Pháp, đó là một cái buồn. Huống chi là người không bao giờ làm gì hết. Mà Pháp Hòa thường tâm niệm mình giúp người là một niềm vui, mỗi ngày sống là phải làm sao có thể giúp đỡ được cho người. Nếu lỡ không giúp được cho người thì đừng có hại người, thế là tu. Đằng này không giúp mà còn hại nữa thì nguy hiểm quá. Là chính mình như vậy là không biết lo xa. Cái ngày mà cuối của mình, cho nên trong Trung Hoa đó, ngũ phúc, năm cái phúc của người đời, mà cái phúc cuối cùng của một kiếp người là chết tốt. Chết tốt gọi là thiện chung. Bây giờ muốn chết nhẹ không? Hàng ngày sống tâm nhẹ nhàng. Chết dễ không? Sống đừng khó khăn, nhẹ nhàng đừng có khó khăn. Có gì ăn no bụng cũng được. Hôm nay nó nấu mặn chút nhưng mà có những ngày nó nấu ngon. Thì hôm nào nó nấu ngon thì mình enjoy, mình hưởng cái ngon. Mà lỡ nó mặn thì mình thêm nước, vắt thêm miếng chanh. Tu là mình gia giảm chứ có gì đâu. Ăn thôi mà, nhẹ nhàng được vậy. Rồi mình sống mỗi ngày cứ, rồi nó nói lỡ một câu nói mình buồn, thôi buồn đủ rồi, có một câu à, nghe thoáng rồi buồn năm, buồn đời, uổng không? Cho nên không biết lo xa. Rồi mình ôm cái cục đó, tưởng sao vì cái câu nói đó mình đọa lạc, tại vì mình ôm cục đó, mình ôm cái người đó, rồi ân oán cứ chồng chất. Cho nên người tu là người biết nhìn rộng lo xa. Mà thế nào là nhìn rộng? Ngay đời này sống chan hòa với mọi người, dụng thân giả hợp này cho đúng gọi là lo xa. Bởi vì kiếp sau mình lo cho cái ngày về sau. Thôi chúc đại chúng an vui. Và bây giờ ai cũng có lo rồi đó, nhưng mà bây giờ mình phải lo theo Phật dạy là biết lo. Lo như thế nào để cho cái lo của mình nó đúng, và nó dẫn cái lo đó nó hướng mình đi tới cái nẻo chân thiện mỹ. A Di Đà Phật. Mà đại chúng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút. Thưa đại chúng, theo như lịch trình của mùa hè đó, thì năm nay khóa tu cho các em teenager từ 13 tuổi tới 25 tuổi sẽ được tổ chức ở tại tu viện Vi Thiên vào chiều 22 cho đến hết ngày 26, tức là 4 ngày teenager retreat from 13 years old to 25 years old at Westlock Meditation Center from July 22nd until July 26. Và khóa tu cho người lớn là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8.
Và đặc biệt năm nay vào ngày 8 Tây, tức là ngày thứ Bảy, sẽ có chương trình thắp nến cầu nguyện tại Tây Thiên như năm ngoái, buổi tối thứ Bảy 9 giờ tối, và lễ khánh thành thiền đường mới vào ngày 9 Tây tháng 8, tức là ngày Chủ nhật. Và ngày lễ Vu Lan sẽ được tổ chức ở tại tu viện Trúc Lâm trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8. Tức là thay vì mọi năm lễ Vu Lan tổ chức ở Tây Thiên, nhưng mà năm nay á, là khóa tu xong thì mới còn tháng 6, chưa qua tháng 7, cho nên mình sẽ để lễ Vu Lan tổ chức ở tại Trúc Lâm vào 2 ngày 29 và 30 tháng 7. Sẽ có một cái lịch trình chi tiết in ra để đại chúng mang về theo dõi. Bảo Hòa chỉ thông báo sơ sơ trước để cho đại chúng chuẩn bị, và đặc biệt là khuyến khích các con em của mình tham dự những ngày tu học. Dạ, A Di Đà Phật. Chiều nay sẽ có chương trình đi Red Deer để làm lễ Phật đản cho Phật tử ở vùng Red Deer. Quý vị nào có xe thì có thể lấy địa chỉ rồi lái xe theo xuống Red Deer để giúp cho Phật tử ở dưới đó có tinh thần. Ở dưới đó cũng có một nhóm Phật tử khoảng 100 người trở lại, thì người ta không có dịp đi chùa, thì mình xuống dưới đó mình làm lễ cho người ta, để người ta có dịp người ta dự cái lễ Phật đản. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con thành kính lãnh lễ vấn an sức khỏe cũng như tri ân Sư Bà Viện Chủ tại chùa Phổ Hiền, một thành phố Stanford. Hôm nay cũng là một ngày tịnh tu của đại chúng. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được vấn an sức khỏe đại chúng. Hôm nay quý vị khỏe không? Hôm nay chiều thứ Sáu mà đông đủ quá, hy vọng ngày mai còn đông đủ hơn. Hôm nay là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến vùng này, và lần đầu tiên được thăm chùa Phổ Hiền. Mặc dù biết sư bà viện chủ và sư cô trụ trì, tức là sư cô Như Quang á, bây giờ nữa là hơn 20 năm, tức là năm 1994 đến bây giờ là bao nhiêu năm? 23 năm. Biết nhau 23 năm mà bữa nay Pháp Hòa mới được cơ hội đến đây thăm sư bà. Hồi sư bà còn ở Mặt Xê, sư bà thường viết thư, thỉnh thoảng viết thư thăm rồi biểu ghé chùa, nhưng mà không có cơ hội. Thì Pháp Hòa gặp sư bà lúc Pháp Hòa mới có 20 tuổi thôi. Bây giờ là gặp lại sư, thỉnh thoảng mới năm ngoái gặp lại, nhưng mà kỳ này mà biết được sư bà, gặp được sư bà từ khi mình 20 tuổi, mà bây giờ sau 23 năm mới được chính thức về đây thăm sư bà. Và rất mừng là gặp lại sư bà vẫn sức khỏe, tinh thần cũng tinh mẫn. Thì đó là một cái tấm gương để cho tất cả chúng ta thấy rằng cái hạnh tu tinh tấn đó là cái nhân, và cái quả là khi chúng ta ở cái tuổi 85 như sư bà rồi mà sư bà tinh thần vẫn tráng kiện, vẫn tốt, ăn uống còn khỏe, và sư bà rất là tốt. Cái đó là cái quả mà mình thấy được rằng từ cái nhân cung lập của sư bà. Mà quý vị được cái duyên lành gần gũi sư bà ở đây, thì từ cái hạnh tu của sư bà thì chúng ta thấy được, phải không? Và chúng ta học hỏi từ nơi sư bà. Thầy sư cô trụ trì, sư cô Như Quang là cùng một giới đàn với Pháp Hòa năm 94, là coi như là 23 năm thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở bên làng Mai nước Pháp Quốc. Rồi thì sư cô cũng có lời có dịp nào ghé thăm, nhưng mà rồi chùa Phổ Hiền xây dựng mới vừa khánh thành chắc cũng khoảng được tháng 21 đây, tháng 5 vừa rồi, từ bữa nay là 23, là coi như đúng tháng Pháp Hòa mới được về thăm sau lễ khánh thành. Và hôm nay cũng là nhân cái ngày tịnh tu của đại chúng, thì để
Đúng ra thì chương trình tối nay chúng ta không có cái thời pháp hội này, nhưng mà bởi vì Pháp Hòa được biết rất đông quý vị không phải gần ở đây mà từ nơi xa xôi về đây, có những vị chỉ có thể về đây dự được một đêm, sáng mai lại ra về, hoặc là trong đêm nay cũng có thể quay về, hoặc là ngày mai đi về sớm. Thì thôi, nói chung lại Pháp Hòa sẽ được ở đây với quý vị cho đến tới chiều ngày mai, tức là trong thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau tu tập sinh hoạt Phật pháp. Đại chúng có hoan hỷ không? Yeah. Ở đây ai là lần đầu tiên đi thọ bát quan trai? Giơ tay cao. Lần đầu tiên, vậy là khá đa số là đi rồi. Thì thôi, để những vị nào lần đầu tiên đó, chưa có biết cái lễ vừa rồi là như thế nào, có thể quý vị cũng không có biết, không nghĩ rằng mình tới đây là mình được dự một cái lễ thọ giới gì cả, chỉ nghĩ rằng hôm nay đến đây để thăm quý thầy và nghe pháp thoại. Thì thưa đại chúng, đây là một cái pháp tu mà do Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế cho tất cả các vị cư sĩ tại gia. Bởi vì chúng ta là những người tại gia sống trong đời, ai cũng còn nhiều những cái khổ đau phiền muộn, và đôi lúc chúng ta buồn quá, bực quá thì chúng ta nói câu biết về đi tu cho rồi, có không? Nhưng mà khi lúc mình nói câu đó, lúc mình khổ kìa, lúc mình buồn bực kìa, chứ còn lúc mình vui á thì mình nói sao, tại sao mà vui ngắn quá, tuổi thọ mình giờ sao lớn quá, cái gì mình dài dài ra nên cái mình hướng. Khi nào mà mình buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn cháu, buồn cái gì đó thì mình nói phải về, tôi sẽ đi tu cho rồi. Phật cũng biết vậy, cho nên giờ Phật nhân cơ hội này. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có những người muốn thật sự đi vào cái đời sống của một người xuất gia, nhưng mà rất tiếc rằng cái duyên trần của chúng ta nó còn ràn rịt, cho nên Phật dạy cái pháp này chỉ có một ngày một đêm thôi, quý vị tu ra 4 giờ thọ giới này xong, tức là 8 giờ tối nay mình thọ giới, 8 giờ tối ngày mai là mình xong. Những người mà chưa quy y Tam Bảo, chưa bao giờ có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hay là thọ trì ngũ giới gì, vẫn có thể thọ bát quan trai. Không có luận là người đó phải là Phật tử có pháp danh, có quy y Tam Bảo, có năm giới thì mới được thọ giới này. Vì cái giới này nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, và đồng thời nó có cái công năng giúp cho người đó phát tâm tịnh tu cái hạnh xuất gia trong 24 giờ. Ngày xưa có một ông đó, cả đời ổng đời nào cũng nghĩ tu hành gì đâu, 5 giờ sáng là ổng ra quán nhậu rồi, ổng nhậu suốt cho tới tối tới khuya, ngày nào ổng cũng đi chùa, đi ngang chùa, mà ổng không bao giờ biết cái chùa đang sao. Tự nhiên con bữa nọ xỉn quá, đi ngang chùa té ra rằng nằm ngay cửa, thì lúc đó mới ngó lên chùa hả, chùa hả, là thôi vô đi tu đi, xuất gia đi, nói vậy thôi. Phật nghe được, Phật biểu quý thầy mời ông vô làm đi, tức là cho ông xuất gia. Ngày hôm sau ông tỉnh, ổng giật mình, ổng thấy đầu ổng cạo mình. Nhưng mà rồi ổng nói thôi, tôi hồi nãy hôm qua tại chiều khuya rồi tôi xỉn xỉn, tôi nói vậy, bây giờ tôi tỉnh, tôi muốn đi về. Phật nói được, không sao, cứ cho ổng về. Nhưng mà tại sao mà Phật đem ổng vô, Phật phủi tóc cho ổng để gọi là xuất gia cho ổng? Bởi vì Phật biết ông này nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ phát khởi hai chữ xuất gia trong đầu, và hôm nay trong lòng ông, và ông nói ra được hai chữ xuất gia, cho nên Phật muốn gieo một cái hạt giống, một cái thiện căn, một cái chủng tử vào cái đất tâm của ông. Cho nên thưa đại chúng, một ý tất màu mỡ mà chúng ta không cày xới, chúng ta không biết gieo hạt, thì lâu ngày ý tất đó nó cũng trở thành ra hoang dại, hết màu mỡ. Cái đất tâm của chúng ta
đây thường ông bà mình kêu tâm địa, mà tâm địa là đất tâm, mà cái đất tâm của chúng ta thường ngày không có vun bón, không có cày sới thì cũng không thể được. Vì vậy cho nên dù quý vị đến đây tu không đủ 24 giờ, có thể chiều mai 2 giờ đi về cũng không sao, quý vị cứ xin xả giới sớm rồi đi về. Nhưng mà một ngày, một cái thời gian mình ở đây là cái thời gian mà mình quân tập cái thiện căn, cái chủng tử, cái hạnh lành của một người xuất gia. Mặc dù bây giờ đây đầu quý vị không có cạo, thân mình không có đắp yên, mình cứ mặc cái áo tràng lam đó thường nhật của mình, nhưng mà trên người mình cái giới pháp mà mình đã nhận đó là 8 giới, mà 8 giới đó là thu gọn 10 giới của một người mới đi tu. Một vị mới xuất gia đó tu tổng cộng là 10 giới, nếu mà cộng 8 giới thì nãy quý vị thọ đó phải thêm 2 giới nữa đó. À, tức là cái giới không giữ tiền bạc, còn cái giới mà nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, hay là trò làm trò nhạc ca múa của đi xem nghe, mình nói rộng ra để cho thành 10 giới. Nhưng mà 10 giới đó làm gọn trong vòng trong 8 giới thôi, để cho các vị tu. Tại sao gọi là bát quan trang? Bởi vì chữ quan nghĩa là cửa, cái cửa. Chữ trai là trai giới, 8 cánh cửa trai giới nhằm để làm gì? Nhằm để giúp chúng ta trị 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bởi vì chúng ta có 6 căn, mà 6 căn này thì nó thường phóng ra bên ngoài tiếp xúc với 6 cái gì? 6 cảm. Mắt thì có sắc, tai thì có âm thanh, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, vân vân. Nhưng mà hễ mình dính cái nào mà mình bị nó lôi cái đó thì cái đó nó lại gì? Nó trở thành trần. Còn nếu mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm mà mình biết nhưng mà mình không đắm nhiễm nó, nó không đủ sức để nó lôi mình, thì nó chỉ là cảnh, nó là trần cảnh, sắc, xin lỗi, nó là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, chứ nó chưa phải là sắc trần, thanh trần, hương trần. Bây giờ có một ví dụ, quý vị ngồi đây, ở sau quý sư cô nấu ăn thơm quá, bay lên tới chánh điện, thay vì mình ngồi mình nghe pháp thoại hay là mình thọ giới, mình tụng kinh gì đó, ngửi cái mùi là biết được chiên, nhưng mà không nghĩ nữa, ủa chiên gì vậy ta, cái mùi này chắc chả giò chiên hay mình, tức là mình biết cái mùi chiên là đủ rồi. Còn nếu mình tiếp tục mình suy diễn, à cái này là mùi gì, tụng kinh mà mình ngồi mình phân tích cái mùi này mùi kia, rồi thậm chí còn thiều một chị bạn anh bạn kế bên á, ngửi được mùi không, không biết ngày tối nay ăn hay sáng mai ăn, ví dụ vậy, thì ngay cái hương đó, cái hương vị đó, cái mùi vị đó, nó lôi mình, nó đắm, nó làm cho mình bị phân hóa, phân tâm, thì ngay lúc đó cái hương vị nó thành ra trần, hương trần. Còn nếu mình ngửi tiếp tục chiên trong thân thì nó là hương, hương cảnh. Cái gì mà chúng ta nhận biết nó là cảnh, còn cái chúng ta bị nó cuốn lôi đắm chìm thì là trần. Sự thật trên đời này lúc nào cũng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, làm sao mà khỏi được, bởi vì chúng ta còn 6 căn. Cho nên bây giờ mình thấy nếu một ngày mình không tu thì 6 căn này nó phóng, còn ngày nào mình tu thì mình kéo nó lại. Cho nên lấy 8 cái giới này làm 8 cánh cửa để đóng 6 căn của mình. Mình tu ở chùa làm gì làm nó cũng dễ tu hơn là mình tu ở nhà. Bởi vì ở nhà mình đi tới đi lui, thấy cái ly, cái chén để, cái mình dọn, mà dọn thì mình phải nói, đó, coi nó ăn uống rồi bày biện lung tung, mấy cái nước quỷ này nói hoài nó nghe. Tức là cái miệng của mình thể thấy là mình phải nói, đó là chưa nói với cái đó thôi. Rồi giờ cái điện thoại, không, mình vô chùa rồi thì chuyện bắt điện thoại là cũng thầy của cô, chuyện của những người trong chùa không phải của mình. Cho nên mình nghe điện thoại thì mình không có cái tâm hối hả chạy để chụp cái điện thoại để trả lời. Nhưng mà nếu mình ở nhà thì khác,
mình ở nhà thì cái điện thoại nó reo cái trước hết là có tên ai không, à, mà nếu mà đúng cái người đối tượng mình muốn cái chụp lên đó liền. Còn nếu mình không thích á, thì bắt đầu mình kêu con cháu gì là bắt trả lời thì nó bận, nó không có nhà, nó làm gì đó. Đó là mới nói tới cái điện thoại, rồi chưa nói tới mình ở nhà cái có tivi, có đủ thứ những cái mà nó lôi mình. Cho nên mình về chùa mình tu á, dù sao đi nữa cái sắc, cái thanh gì ở trong chùa cũng không có lôi. Có sắc nhưng mà cũng là hình Phật, tượng Phật, cảnh chùa. Cho nên cái tâm mình nó dễ ngò hơn. Còn rồi mình ngửi, nếu mình giữ nắm đấu đế nữa thì cũng là những món trai. Chứ còn nhiều khi mình ở nhà mình thọ bát quan trai ở nhà mình, nhưng mà một nếu mình không có thúc liễm mình kỹ đó, thì con cái nhiều khi nó thăm món gì nó bay mùi đó. Mình thôi mình tụng kinh cái mình ngửi mình cũng nói này chắc cái đó đó. Vâng. Cho nên mình, quý vị nhớ là mình có sáu căn, không bao giờ mà ngưng sự tiếp xúc với sáu cảnh. Nhưng mà thể mà chúng ta quên, chúng ta chạy theo thì từ cảnh thành trần, cho nên gọi là sáu trần. Nhưng mình về chùa mình tu ngày hôm nay để mình làm một người xuất gia, gieo duyên xuất gia trong một ngày một đêm, làm những công việc của người xuất gia. Mặc dù quý vị không đắp đi đầu con cạo, nhưng mà có thể nói giây phút này tất cả quý vị đều là những người xuất gia hết. Tại mình họ tám giới tập sự của một người tu, thì cái đó, cái mà Đức Phật đang dùng cái cách để mà đối trị giúp cho mình đó, thì trong bốn cái sự thành tựu của Đức Phật để mà giúp đỡ cho một chúng sanh đó, cái này gọi là đối trị tất đàn. Trị tất đàn nghĩa là gì? Trị tất đàn nghĩa là thành tựu. Trị tất đàn nghĩa là thành tựu, còn được gọi là tác thành tựu. Chữ tác là đàn, làm cho mọi việc được thành tựu. Nhờ cái gì? Nhờ phương pháp đầu tiên là đối trị tất đàn. Bây giờ đại chúng nghĩ coi trong cuộc sống của mình, có phải là mỗi ngày mình sống mình luôn ứng dụng cái đối trị tất đàn không? Không phải ví dụ, không phải ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ đó, hồi nãy đại chúng ôn quá, chứ không phải dùng cái dù chuông này có tỉnh bon. Đại chúng nghe bon, đại chúng chữ yên lặng, thì cái tiếng chuông này nó có công năng làm cho đại chúng chú ý và giữ im lặng. Thì tiếng chuông này là cái gì đàn? Đối trị tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Nhưng trong cuộc đời sống của chúng ta, dù đời hay là đạo, nếu chúng ta muốn thành tựu một cái gì đó, chúng ta phải ứng dụng cái này. Nhiều lúc tự mình ứng dụng cho bản thân nữa. Có một ví dụ khác, đau lưng quá, đau chân quá, thì mình mới nói thôi bữa nay đau chân đau lưng không nghỉ, không có tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà có đời nay mình bây giờ 70-80 rồi, có ngày nào nó không đau, mà hay ngày nào cũng đau cái là ngày đó tuyên bố là đi ngủ không tu. Như vậy thì lúc một tháng chắc tu được nửa ngày, một buổi cũng không có. Bây giờ đối trị nè, ngồi không được thì đứng dậy đi kinh hành niệm Phật, lên nó đau quá chịu nổi thả chân ra đổi cách ngồi. Tuy chúng ta có một cái phương tiện nào đó trị lại, trị cái gì? Trị cái tâm giải đãi, cái tâm mà muốn buông xuôi của mình đó. Thường con người mình có cái này lớn lắm, mình đau chút là mình muốn bỏ cuộc, mình nản chút là mình muốn bỏ tu. Nhiều khi mình đi chùa, con thương sư bà, con thương sư cô, con thương chùa, mà ghét bà kia có con nghĩ. Như vậy quý vị thấy không? Mình chưa có thấy được cái gì để mà mình ứng dụng cho cái đời tu của mình. Thì trường hợp đó mình phải kiếm một cách nào đó để đối trị lại cái tâm phiền não này. Ủa, tôi đi chùa hồi đầu, từ lúc tôi phát tâm tôi đi tu, vô chùa không quả tịnh tu, tôi đâu có tu vì cái người đó. Mà chính vì không người đó thì không vì người đó mà chúng ta nghĩ tu. Rồi bây giờ mình tụng kinh hay muốn gặp, cho nên chùa phải có cái mỏ thỉnh lên để cho mình nghe tiếng mỏ mình tụng theo. Cái mỏ đó là đối trị tất đàn, tiếng chuông đó là đối trị tất đàn. Rồi có những khi đó là mình nói bản thân mình phải kiếm một cách nào đó để mình trị lại cái tâm bệnh của mình. Ví dụ như là mình còn sân thì khi là mình nổi giận lên á, thì mình phải tìm một cách để đối trị. Cái chữ đối trị á, nó không có cái nghĩa xấu,
là chúng ta phải đánh đấm để làm cái gì để gọi là phản bác lại. Nhưng chúng ta có một cách nào đó để chúng ta điều phục nó, không để cho cái cơn giận nó lôi mình. Cái đó mới là lớn chuyện. Rồi đối với chúng sanh, đối với con người xung quanh, thỉnh thoảng chúng ta phải có một cái phương cách nào đó để cho người đó tỉnh giác, người đó hiểu được cái sai quấy của mình. Ví dụ như nhiều lúc mình đánh một đứa cháu mình một cái vào hông đó, nó có nghĩa là mình ác. Nhưng mà cái đó để đối trị cái lúc mà nó hư, nó không biết nghe lời, gặp cái lúc mà mình đang cần cái sự gọi là giải quyết một vấn đề mà nó cứ ồn ào, nó làm quấy mình. Đôi khi đánh nó một cái, nhưng mà cái đánh đó để gì? Để cho nó yên, để cho nó biết cái lỗi. Không bằng cái tâm ác, nhưng mà một tình thức đó cũng tạm gọi là đối trị. Muốn thành tựu, thành tựu là gì? Nếu mà chúng ta chiều chuộng thì không thể thành tựu, phải không? Bây giờ con người mình, quý vị thấy ai mà không muốn sướng. Nhưng mà nếu chúng ta thả trôi cuộc đời mình thì mình không thành tựu được gì hết á. Ví dụ như nói giờ tôi thôi tôi không tu đâu, khi nào tôi thật sự tâm tôi thanh tịnh kìa, tôi thực sự tôi vô chùa tôi cạo đầu tôi cũng có rột rồi, chứ còn giờ tôi lai rai thì tôi không tu đâu. Có người nói vậy, có người nói thôi thì tâm tôi không thanh tịnh, tôi còn sân si lắm, tôi không có quy y được đâu. Nhưng mà nếu mình biết mình còn sân si phiền não mà không quy y thọ giới để trị cái sân si đó để mình tu, thì chừng nào nó mới tỉnh? Nếu mà đợi nó tỉnh, tỉnh nổi không? Không. Bởi vì chính mình đang bị cái đó, cho nên mình phải tìm một cái cách nào đó để mình trị. Ví dụ bây giờ một người bệnh, thôi không muốn thuốc nào kệ đó, khi nào nó hết rồi. Được không? Không được. Muốn hết bệnh thì phải lấy thuốc trị bệnh, trị mới hết bệnh. Ngày mai muốn đi chùa, tối nay sẽ nhức đầu sổ mũi quá, liền lập tức lấy thuốc cảm uống để ngày mai khỏe mình đi tu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cơ thể chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh, tâm thức của chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh. Bởi vì chúng ta là những người bệnh không phải chỉ một, vừa bệnh thân mà vừa bệnh tâm. Có cái bệnh nữa nhớ không? Bệnh nghiệp. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp là gì? Phiền não hờn mát tối ngày. Rồi chưa nói có những cái bệnh nhức đầu sổ mũi chóng mặt gì đó mà không khám ra bệnh, nhưng mà chính những cái đó nó làm cho mình chán nản buồn bực, không muốn làm gì hơn hết. Có đôi khi người mình nó chán chán, nó buồn buồn đó, rồi cái tự nhiên không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai. Từ lâu ngày cái nghiệp đó nó lây qua cái bệnh tâm lý là bắt đầu bị trầm cảm. Cho nên thân bệnh là nhức đầu sổ mũi, tâm bệnh là trầm cảm, không có thích gần gũi mọi người, không thích giao lưu. Còn nghiệp chướng là gì? Nghiệp bệnh là gì? Những cái phiền não nó hay sinh khởi, nó làm cho mình xa lắm, không muốn tiếp xúc, không muốn tu hành, không muốn gì nữa cả. Mà nghiệp bệnh nó nhiều hơn, nó nặng hơn. Bởi vì sao? Muốn hết cái nghiệp đó thì chúng ta phải khởi tâm, phát tâm, sám hối tu tập. Cho nên muốn thành tựu cho đời mình một cái gì đó, chúng ta phải có đối trị. Không là ví dụ như anh trai mới bắt đầu ăn hồng hè, trời ơi, nghe cái đứa nhỏ nó găm cho nó lên làm gì đó, nó bắt đầu mình thèm. Mà bình thường mình cũng ăn dữ lắm, nhưng mà sao có ngày một bộ mà ăn mà nó cũng trong cho tới ngày mai 12 giờ sáng lại ra đi, để nó bước qua ngày mới rồi mình ăn bụng rồi mình đi ngủ. Những lúc như vậy đừng để cho nó, ví dụ như trường hợp đúng theo nguyên tắc là 12 giờ khuya là qua ngày mới rồi, nghĩa là mình đã xong cái ngày chay rồi. Nhưng mà nếu mình còn khởi cái tâm như vậy, nghĩa là mình tu mà mình còn trông chờ cho hết cái bước qua cái giây phút kia để mình xả giàn, thì mình thấy mình còn dở quá. Chị nó đừng để cho nó lôi mình tới, không phải tới sáng ngày mai kìa mới gọi là tròn một ngày. Mặc dù trên nguyên tắc bước qua 12 giờ khuya là đã ngày mới, nhưng mà mình phải ráng đối trị đó. Tại vì một chút đó mình không có qua được thì trong tương lai nhiều thứ mình sẽ bị nó trì trệ lại. Cho nên mình phải, bản thân mình cũng phải có những cái gì để mình đối trị. Ví dụ như hồi đó các bà nhịn ăn để tụng kinh, thì có những lúc mình nhịn 3 ngày, 5 ngày,
thì thời gian đó mình chỉ uống nước thôi để mình thanh lọc cơ thể, và cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng, mình tụng kinh cho nó khỏe. Thì quý vị biết, nhịn cho tới ngày thứ năm rồi bắt đầu nó đói bụng, nó cồn, nó khó chịu. Nhưng mà 3 ngày, 4 ngày tới ngày thứ năm là nó yên. Bắt đầu ngày thứ sáu, ngày thứ bảy là hoàn toàn, thậm chí sau 10 ngày người mình nó nhẹ nhàng mà mình không còn biết ăn gì nữa, mặc dù 10 ngày nhịn đó. Nhưng mà nếu cái đó chúng ta không vượt được thì còn nhiều cái khác chúng ta không làm được. Bây giờ có bà nói cái chuyện nhỏ thôi. Người Việt của mình có cái tấm lòng tốt, thân thiết, gặp là phải nói, không nói chỉ nói, tỏ tình thân thiết, vô tu cũng nói, lên chánh điện cũng nói, ngủ cũng nói, ăn cơm cũng nói, tỏ tình thân thiết. Nhưng bây giờ mình nói như thế này, tự mình nói với mình, suốt bao nhiêu năm tháng ngày giờ qua mình nói, bây giờ mình chỉ có phút này để mình được nói để mình trị nhé. Cái gì đâu mà nó mới nghĩ cái đó, mới nghĩ đó cho nên nó lôi được suốt đời. Bây giờ mình phải có một cách nào đấy. Cho nên trong 24 giờ nội quy, nghe pháp thoại không nói chuyện. Thì quý vị ngồi đây 1 giờ là ngồi không nói chuyện, đó là đối trị. Tức là mình ngồi im, không nói cho mình trị cái tập nói của mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, từ đời cho tới đạo, từ bản thân mình tới người xung quanh, phải có một cách nào đó để chúng ta đối trị. Đối trị để làm gì? Thứ nhất, để cho bản thân mình trở thành một người sống mà tự mình biết mình để mình sửa mình. Hai là mình giảm làm phiền người khác. Ví dụ như giờ 10 giờ tối mình muốn ăn cơm, thì bây giờ đó, vợ mình đã nấu xong bữa cơm chiều rồi, bây giờ tối mình muốn ăn thêm, tự làm luật. Có gì ăn đấy, không có, nấu thì có lên. Chứ ai đâu mình vô dựng dở vậy, bà ra nấu cho tôi. Hỏi nấu gì? Mì hoành thánh. Áo ăn đi gọi không? Tôi phải ăn mì tươi. Rồi mình làm phiền, mình không đối trị được một chút nhịn của mình, một chút thèm của mình. Rồi mình làm riết thành một cái thói quen là mình đi người khác, mà không để cho người khác có một cái khoảng thời gian nào trống. Và riết mình cũng không biết cái thời gian nào của người khác, thời gian nào của mình. Cái đó không phải gì, có thể vợ có thể chiều mình, nhưng mình sống biết vậy cái thằng răng mình dở dở là mình không có tự mình điều phục được một chút thèm của mình. Ví dụ như mình ăn cơm ngày nào cũng phải có miếng ớt, nhưng mà lỡ bữa nào mình ăn cơm mà mình hoặc mình đi tới nhà ai tới chỗ lạ không có ớt, lén khắc phục ăn ăn ớt nha. Mình là cái người ta mà lỡ bữa đó nhà ta chuyên môn nhà nó không ăn ớt, hoặc là người ta hết ớt, trời ơi người ta khó chịu ghê đó. Người ta đãi mình đừng bữa cơm mà chỉ thiếu miếng ớt thôi là tự người ta thấy người ta thiếu sót rồi. Chút gì chi gì để cho cái người chủ người ta đãi cơm người ta khó chịu với mình, người ta cảm thấy người ta quá sơ sót với mình, lo được cho mình một bữa cơm mà không miếng ớt cũng thiếu. Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta chiêm nghiệm lại cái tối trị tất đàn mà của Phật dạy nó hay lắm. Tại sao Phật phải chế giới là nhằm đối trị mọi cái căn bệnh của chúng sanh? Có một ví dụ á, trong luật nói một vị xuất gia ngày xưa nha là không ăn đồ ăn cách đêm. Đâu phải Phật dạy mình phải phung phí ăn, mà ăn rồi ngày mai ăn lại phạm giới cho nên dùng đó. Không phải, mình không hiểu ý Phật. Bởi vì ngày xưa không có tủ lạnh, không có máy hâm, mà nếu các mà cái chúng sanh mình là có cái tật ăn hay chừa, nếu mà không chừa là gì, thà tiện cất mang. Mà nếu ngày mai mà ăn lại như vậy, mà trời nóng bức như vậy mà không có máy hâm, không tủ lạnh thì đồ ăn nó sao thứ. Mà ngày mai mà ăn là đau bụng là bệnh, mà nói thì không nghe, cho nên bắt buộc phải chế thành luật. Chế thành luật để gì? Để chúng ta sợ phạm cái lỗi đó chúng ta giữ. Như vậy thì giữ cái giới đó là lợi cho mình hay lợi cho Phật? Lợi cho mình. Cho nên thưa đại chúng, là tất cả những giới Phật chế cũng nhằm một mục đích trị mỗi cái bệnh của chúng sanh. Bệnh nào Phật trị bệnh đó. Ví dụ như trong Bồ Tát giới nó nói một, nghĩa là một mình mà đi chỗ hiểm nạn cũng phạm. Ủa sao kỳ vậy? Tôi đi thì chết, tôi đi mắc gì phạm? Bởi vì mình hay có cái tánh, nghĩa là không bao, cái là cái hồi cũng liều rồi là
mình uống nguyên con thuốc liền. Cho nên Phật nói nếu mình đi chỗ hiện tại là tạo cái nguy hiểm cho mình, và đồng thời mình có thể tạo cho người ta phản nổi. Ví dụ người đó là người ta có cái tâm ăn cắp, ăn trộm hay là hà hiếp, mình đi chỗ đó một mình thân nữ, có phải là mình là cái người khơi cho cái người khác có cái cơ hội phạm lỗi không? Rồi đồng thời chính bản thân mình bị người ta làm một cái gì đó xúc phạm đến mình, thì có phải là mình tự hại mình không? Mà nói khơi khơi đâu có nghe, cho nên buộc lòng phải chế thành gì? Thế giới. Đi vào trong thành giới, rồi cái đó nó thành ra cái đó. Nhớ chừng lại không làm cái đó phạm. Nhờ cái đó cho nên trị được cái căn bệnh gì hay mạo hiểm của chúng ta đó. Cho nên chế giới cũng là một hình thức đối trị. Trong xã hội thường ngày chúng ta sống, thỉnh thoảng có vài người chúng ta cũng phải học cách đối trị. Có một bữa đó, anh Phật tử đó, ông bà đi thực sự về, anh lên mét, anh nói bữa đó, cái vị đó la con trước mặt mọi người. Thì có bà nó hỏi, ủa sao mà la trước mặt mọi người? Nó tại vì con cười người khác trước mặt mọi người, rồi cho nên xuống cái vị đó la con mà không có lịch sự. À, tại sao mà người ta già cả, người ta tụng kinh, người ta làm cái gì đó có gì để ấy, chứ tại sao cười giữa đại chúng cho người ta cái cười trên cái vị đó la là đúng đó. Anh nói nhưng mà con tức á, kêu muốn cái gì để kêu con lại góc đó, chứ còn nói giữa trước mặt mọi người vậy con bất mặt. Con bà không hỏi vậy, cái lúc anh cười cái bác đó, anh có sợ bác có bất mặt không? Anh nên con bà nói nếu Pháp Hòa có nhà dây phút đó, anh cũng sẽ đi la. Và anh biết cái này nhà Phật gọi là gì không? Đối trị tất cả. Anh không hiểu được cái sự bất mặt của người khác ra làm sao, anh sẽ lãnh một cái quả. Đối trị là như thế. Quý vị hiểu ý không? Có một ngày nọ, có một vị hòa thượng đang đi đường, thì cái ông này ông dưng đồ của người khác không trả. Thì hòa thượng nó nói thí chủ đừng có làm như vậy, mắc quả báo. Ông phun nước miếng xuống đất. Thì ông nói hòa thượng đừng có dạy đời thôi, tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết. Thì hòa thượng ông vừa dứt mà cũng sáng ánh bàn tay. Thì cái thói quen của người nóng nảy mà bị đánh thì phải làm gì? Đánh lại. Thì anh quơ ra anh sáng hòa thượng là bàn tay. Hòa thượng nói đạo hữu biết nhân quả chưa? Hòa thượng biết khi hòa thượng đánh ảnh, ảnh sẽ đánh lại hòa thượng. Nhưng những người đó mình nói lý thuyết thì người ta chưa nhận ra nhân quả là gì. Thật thành liền bằng cách đánh ảnh một bàn tay thì lập tức ảnh đánh lại. Rõ ràng ngay giây phút đó hòa thượng đã khai mở, khai thị cho ảnh một bài học gì? Nhân quả bằng cách dùng cái phương pháp gì? Đối trị. Phương pháp này là phương pháp đối trị. Quý vị hiểu ý không? Có một cái ông đó, ông mới nói với hòa thượng, tôi không có giống mấy thầy, tối ngày cái cha tôi tô cao, ăn thịt tôi cũng quán là bụng nè, bia nè, rượu nè, tôi coi là nước lạnh. Ông ngồi nói sẵn trên bàn con cái chai có lon coca đó, mới vừa uống hết. Hòa thượng đưa xuống bàn tiểu lên đó, tiểu xong hòa thượng đạo hữu nói hay quá, sẵn tôi còn muốn nước ngọt lại rót vô cho uống xong phun ra. Ông nói hòa thượng đây là nước tiểu chứ nước ngọt gì? Hòa thượng nói ông mới nói rượu bia cũng thành nước lạnh thì giờ sao ông bán nước tiểu là nước lạnh luôn. Quý vị hiểu không? Thế đó gọi là cái gì trị? Đối trị tất cả. Tức là có những chúng sanh người ta chỉ nói vậy thôi mà người ta không biết người ta đang nói gì. Và thậm chí người ta lợi dụng những cái danh từ Phật học, những cái câu chuyện tu hành để người ta chế giễu hoặc là người ta, nhưng mình không làm tác hại người ta. Nhưng mà mình sẽ có những cái cách để mình cho người ta hiểu rằng cái điều người ta làm nó đúng. Mình không tác hại họ, nhưng mà phải có một cái công thức nào đó nhẹ nhàng để người ta nhận ra cái sai. Còn rất nhiều, nhưng mà ở đây ví dụ một hai câu chuyện như vậy để đại chúng hiểu. Ở đây có phải chỉ muốn nói mấy điều. Một, đối trị nghĩa là chính bản thân mình phải tự quán chiếu và thấy cái gì còn đang vướng bận vấp ngã ở
thân mình, thì chúng ta phải chịu khó tìm cách để đối trị nó. Đối trị không có là hành hạ gì nó, nhưng mà đừng để nó có cơ hội nó phát triển cái nó nhiều. Có một ví dụ như đó, mình hay để cái đồng hồ báo thức sát bên để mà thức dậy công phu, cũng có công phu lắm, nhưng mà hãy 5 giờ sáng nó reo thì sẵn sát bên này, thì mình lấy cái tay mình cúp nha. Mà trong cái lúc mà mình mơ màng như vậy, mình cúp cái điện thoại xong rồi thì làm sao ngủ đi? Mà ngủ cái giấc thứ hai này này đa phần là ngủ quên, tại vì giật mình dậy rồi cái tâm lý còn có chút là ráng, mà chính cái ráng đó nó ngủ ngon vô cùng. Thường thường cái tâm lý con người mình hễ mình thấy còn nguyên khoảng thời gian trống, nó bắt đầu lăn lộn suy nghĩ. Nhưng hễ mình biết mình không còn thời gian nữa thì cái tâm lý đó đó nó thu gọn khỏe luôn. Lúc mình còn đi học đó, ngày nào mà sáng mình đi học đó, trời ơi nó giả vừa đi học không nổi, mà sáng buổi 7 mà được ngủ nó lại không ngủ. Đó là tâm lý. Hễ mà chúng ta thấy ngày này mình phải một dài cái một đầu buồn ngủ mà rồi, mà ngày nào thả cho mình được nghỉ cái là mình nghỉ, thì cái đồng hồ đó để sát bên là sẽ bị cúp và ngủ quên. Cái cách đối trị, Pháp Hòa thường hay để cái đồng hồ xa cái chỗ của mình ngủ lắm. Ví dụ mình nằm ngủ đây, Pháp Hòa để đâu khoảng góc kia này, để chi? Để khi nó reo á, mình phải đứng dậy đi bộ tới cái chỗ đó để mình cúp cái đồng hồ. Thì khi mình bước dậy, mình đứng dậy, mình đi, thì ít nhiều gì nó cũng cho mình cái sự tỉnh, rồi thì nó giúp cho mình tỉnh. Chứ còn bây giờ mình không biết cách nào để mình trị nó, là một tháng 30 ngày là ngủ hết 29, có thể được ngày tốt, còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nói một cái phần đầu là đối trị tất cả, là để chúng ta quy định, là chúng ta hiểu được rằng vì sao mà Phật có những cái giới luật, vì sao trong chùa đủ thứ những cái hình thức này, nghi thức nọ, không ngoài mục đích để đối trị tất cả những căn bệnh của chúng sanh. Có những chúng sanh còn thích sắc tướng âm thanh, thì Phật giáo cũng có những sắc tướng âm thanh để làm phương tiện độ sanh, và cũng đôi lúc trị những cái gì đó của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để thành tựu chúng sanh, thành tựu được cái cách giảng pháp của mình, giáo hóa của mình, Đức Phật còn có một cách nữa, gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là gì? Tức là Phật dùng những cái phương tiện tùy những chúng sanh mà Ngài giảng dạy. Có một ví dụ, nếu nói cho đúng, không có thời gian năm tháng gì hết, chẳng qua là trời nó tối vậy, thì mình chưa tối được cái mình, ngày mai cái mặt trời nó ló lên thì mình kêu là ngày. Rồi hết 30 thời ngày như vậy chúng ta gọi là tháng, hết 12 tháng vậy chúng ta gọi là năm. Ví dụ như bây giờ chúng ta không gọi là 12 tháng lẻ tẻ thôi, giờ cho chẳng 20 tháng gọi là năm, thì chừng đó chúng ta cũng phải chấp nhận một năm 20 tháng. Phật là những là người thấy rõ hết tất cả mọi thần tướng, nhưng bởi vì Phật đã sanh ra trong cõi người này, chúng sanh mình, con người mình gọi cái đó là cái gì, Phật sẽ tùy thuận cho mình cũng gọi cái đó. Ví dụ cái này mình kêu là cái chuông thì Phật cũng gọi cái chuông, mình gọi cái đó cái bàn, Phật cũng gọi cái đó là cái bàn. Vì chúng sanh mình, bây giờ ví dụ Pháp Hòa cũng nói là Pháp Hòa cũng nói cái này là cái giả tạo gì đó. Mình nói cái chân đế ta nghe thấu, thì tạm thời chúng sanh ta nghe vậy thôi à, thì buông lòng phải nói cái chuông. Mà thậm chí nói cái chuông ta chưa hiểu nữa, phải diễn tả cái đó nó tròn tròn, nó bằng đồng, thỉnh lên một tiếng là nó vang. Mình nghe như vậy mình đi tìm đúng cái chuông. Vì có những người chưa bao giờ đi chùa chả biết cái chuông ra làm sao, mà nhờ mình gọi cái đó là cái chuông. Cũng giống như Pháp Hòa đi qua ông chồng có những cái mà nó biết, thì quý vị phải giải thích, quý vị phải nói chữ và giải thích để cho Pháp Hòa được biết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ở đây tháng thì Pháp Hòa cũng phải tùy thuận theo quý vị. Quý vị nói cái tiếng đó là gì, Pháp Hòa cũng phải nói như vậy để cho quý vị thích hiểu. Cái này gọi là thế giới tất cả.
Bây giờ ở đây đại chúng đa phần không, ví dụ như quý vị không hiểu, không có biết cái đó bên phía bên Mỹ nói là sao. Hôm qua tới đây mà sổ một tràng tiếng Mỹ thì cũng chẳng có tác dụng, phải không? Cho nên vì muốn thành tựu chúng sanh, thế giới nói cái gì, dùng những phương tiện gì, mình cũng phải nói và dùng những phương tiện như vậy để có thể thành tựu. Bây giờ lên muốn nói cho người ta nghe Phật pháp mà nói gì đâu không, người ta nghe ta không hiểu gì hết trơn. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, ví dụ mình ở cõi trời xuống, mình nói toàn cảnh trời là chúng sanh này với người khác, ở dưới này tôi biết stop, tôi biết Alex, tôi biết cái khác, vân vân. Thế giới này nói cái gì, mà thậm chí mỗi địa phương đây như thế nào, khác hơn. Quý vị thấy. Cái thứ ba là vị nhân tất đàn. Hồi nãy là đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, bây giờ vị nhân. Chữ vị là gì? Chữ vị là vì, nhân là người, vì con người mà phải nói. Bây giờ vì con người là vì sao? Vì căn cơ trình độ. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi nãy có vào phải hỏi là đại chúng ở đây ai đã từng thọ bát quan trai chưa, thì có một số phải giơ lên cho họ biết để chi, để bác vào phải có bổn phận vì những vị này nói một chút xíu về cái pháp tu bát quan trai này, để các vị biết cái này là cái gì, để mà quý vị trân trọng, quý vị tu tập. Còn bây giờ ngồi vô mà không biết, không vì những thứ này, vì vào đây mà nói thì mình nói gì? Vị nhân nghĩa là mình vì người đó mình nói. Như vậy trước khi chúng ta muốn nói ai, chúng ta phải biết họ là ai, trình độ căn cơ họ thế nào để mình nói. Chúng ta là những người Phật tử, gặp nhau thì bàn chuyện Phật pháp. Xin lỗi, bàn chuyện Phật pháp thôi mà sợ nhiều khi thời gian còn không đủ. Thậm chí nói mà có người hiểu người không, thậm chí nói mà người hiểu nhiều hiểu ít, mà thậm chí cho dù hiểu tất cả làm còn chưa chắc đã được bao nhiêu thời giờ đâu nữa mà chúng ta luận bàn chuyện gì cả, phải không? Cho nên cái quan trọng của chúng ta về chùa, bây giờ ví dụ mình muốn nói chuyện làm ăn thì mình có thể hẹn bạn ra cà quán cà phê, hay những lúc nào cần ngồi xuống làm chuyện làm ăn thì nói. Bây giờ hôm nay rủ nhau đi chùa, đã nói là đi chùa tu thì chuyện làm ăn nó không có dính dáng, thì chúng ta chỉ bàn chuyện tu hành Phật pháp chứ không thể đảo lộn tâm luôn có được. Như vậy thì chúng ta muốn làm vì gì, muốn gần gũi ai, không thể ngoài cái chuyện vị nhân tất cả. Nhiều lúc đó Phong Hòa viết thư về cho mấy thầy mấy chú ở chùa khi có bệnh xa, viết một cái mail, Phong Hòa phải ngồi đánh chữ, đánh máy từng chữ, bỏ dấu không sai một chữ này. Ví dụ thôi, chữ nghỉ ngơi, lỡ mình đánh dấu ngã thì phải sửa lại liền thành dấu hỏi. Vì sao? Thứ nhất, người được gửi mail không phải là một người lớn hiểu tiếng Việt bằng mình, người ta có thể du di hiểu mình nói cái gì và biết nhận ra cái chính tả đó. Nhưng các thầy các chú là những người sanh lớn ở Canada, mà nếu mình muốn dạy mấy thầy các chú tiếng Việt mà mình còn viết như thế này thì làm sao mình dạy? Như vậy thì khi mình viết thơ cho cái người đó, mình phải vị nhân, tức là vì cái người đó mà mình viết mà, thì nhớ là phải viết cái gì để chuẩn cho người đó. Thứ nhất, người ta đọc là mình trong một cái gián tiếp mình dạy cho cái thầy cái chú đó biết được cái gì, cái cách bỏ dấu cái chuyện một cách cho đúng đắn. Con còn viết cho đại chúng người lớn, có thể còn viết tắt một vài chữ, ví dụ như chữ không, con còn có thể viết chữ K, G là không cũng được, hoặc K, H, G là xong. Hoặc là có quà nói ra, bây giờ nó có cách nha, chữ B với chữ G, bây giờ. Nhưng mà mình viết cho người lớn, và thậm chí người lớn mà thường viết chữ đàng hoàng, người ta đọc không ra mấy cái chữ. Hồi đầu của bà đọc có ra mấy cái chữ đó đâu. Mấy em Phật tử bên Việt Nam mới viết thơ để bà viết chữ đó không? Nói để thầy ui, nghĩa là thầy ơi đó, hôm nay để hung đi. Nó nói một cái kiểu giận dở của mấy đứa. Rồi con nghe pháp của thầy con rất happy hay hạnh phúc, không hiểu nó nói gì hết. Rồi nó nói thầy GGSK
to Phong Hòa phải gửi thư lại hỏi chỉnh này lại gì. Nó nói thầy giữ gìn sức khỏe. Còn mình nghe là mình, là bản thân mình không quen được những mặt chữ đó là mình cũng chết luôn. Nhiều khi nó nhắn những cái tin mà đọc không có được, nó viết qua bên cái này đọc không có hiểu, rồi từ từ mình phải làm quen. Nhưng khi làm quen rồi cái thì mình cũng quen luôn. Quen rồi thì mình trả lời nó cũng cái kiểu đó luôn. Nhưng mà mình khi mình trả lời một cái mail cho ai đó khác rất chánh niệm, thậm chí những người mà họ không phải là Phật giáo, hay những người mà chưa biết gì Phật pháp nhiều, họ viết cái thư Pháp Hòa cũng không tránh những dùng những cái từ quá Phật pháp để cho người ta không phải khó khăn khi người ta đọc những cái mail. Cho nên mình trả lời một cái thư cho ai cũng phải chánh niệm. Nếu không thì mình trả lời cho người ta à, nhưng mà mình không có biện nhân, tức là trả lời đại vậy mà không biết người đó là ai, để mình thật sự mình mục đích của mình làm cho họ hiểu những điều gì. Có nhiều khi mình ngồi một người đó mình nói cho họ nghe một giờ đồng hồ, nghe xong họ cảm ơn, nhưng mà đứng dậy họ không hiểu mà họ không biết được cái gì hết. Như vậy thì mình uổng cái thời gian của mình. Mình đã vì họ mà nói thì tại sao không quán triệt luôn cái căn cơ trình độ của họ để họ có thể họ tiếp nhận được điều mình nói xong. Mình không thành tựu được cái buổi nói chuyện của mình thì cái đó cũng không thể gọi là vị nhân tính đạt. Ông chủ lễ là hướng dẫn kinh cũng phải vị nhân tính đạt là sao? Ngày hôm nay đại chúng ở trong cái chánh điện này, những người nào là những Phật tử phụng thành phục kinh, hay là những người là không phục gì hết, mình phát cuốn kinh cho người ta như vậy và tụng toàn là trang nào không họ lập không ra. Có những trường hợp là đưa cuốn kinh mà tụng ta không kiếm được một bài nào trong cuốn kinh. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ lễ mà mình không vị nhân. Mình muốn thành tựu cái buổi lễ mình cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho kết quả tốt do mình hướng dẫn lễ, mà mình không có trung thành với cái cuốn kinh mình đưa ra. Hoặc là bây giờ mình đổi trang mình tụng bài khác, phải thông báo kính mời đại chúng mở trang này, trang này, trang này để cho người ta biết ta tụng. Còn mình tụng cái hả, người biết thì cứ nhắm mắt tụng, chẳng biết ai xung quanh. Cái bà kia bà cũng hỏi chị lên trang mấy, mà bà thấy bà này tụng thành tâm quá, bà không dám kiều. Mà lỡ mà bà kiều á thì chị trang mấy cái lát đi xuống, bà tụng kinh làm sao cũng đứng gần mà không mất hết tình đó. Thấy không? Thành nữ ra mình làm chủ lễ mà mình không có vị nhân, rồi cái người khác á cũng không vị nhân luôn, đứng mà biết kinh trang mấy mà không thở, không giúp, rồi cứ nhắm mắt tụng để gọi là thành tâm, hoặc là chứng tỏ mình đây là một kinh nhiều, người xung quanh ai biết không biết mà. Mà cái người muốn thiều mình á thì ta cũng ngại, là cũng lầm thôi chứ không lẽ trang nào cũng kêu. Nên là chúng nhiều lúc á không vào cũng thấy mình mất chánh niệm. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi kể sao, mình biết mình mất chánh niệm nghĩa là có chánh niệm. Pháp Hòa lên tụng một thời kinh, Pháp Hòa hay nhìn xuống dưới coi coi người ta có lập đúng trang không, coi người ta có đủ kinh tụng không. Mà Pháp Hòa cứ này cứ nhắc nhở đại chúng và những Phật tử, những thầy, những chú trong chùa, mình là những người trong chùa ngồi xuống tụng một thời kinh, con mắt mình phải quán đại chúng một chút, coi coi ở làm sao người ta tới sao, người ta có kinh người ta tụng không. Mình thấy người ta không có kinh mà mình biết kinh nó nằm ở đâu, mình đi lấy cho người ta tụng một thời kinh. Cứ ngồi xuống là cứ nhắm mắt mình tụng mà không biết ai xung quanh hết. Có nhiều người ta ngồi thấy tội, ta không biết kinh gì để ta tụng, mình tội nghiệp ta, ta muốn chùa ta tụng thời kinh, mình bắt được lợi ích gì. Cho nên lần nào lên tụng kinh Pháp Hòa ngồi chủ lễ chứ Pháp Hòa cứ nói là sao thì lâu lâu mà nhìn, nhất là những đầu thời kinh, những buổi đầu thời kinh Pháp Hòa hay nhìn xuống con kinh thấp như thế nào. Thậm chí mình theo dõi bước chân của người đi lấy kinh, coi họ lấy đúng tủ không. Nhiều khi họ mở tủ họ lấy đại, chứ họ cũng con cuốn kinh đó là cái gì đó. Cho nên mình sống mà mình có vị nhân thì mình mới thành tựu được cái gì đó. Ví dụ giờ quý vị mời người ta ăn cơm, mình là khách, mình là chủ mời cơm, ngồi vô cái mình cầm đũa mình ăn mà mình không coi người khách ta có ăn được cái gì không. Lỡ con nít nó ăn không được mấy cái món đó, hoặc ta ăn không được cay, người ta không ăn được cái gì, rồi mình không có đãi, mình đãi người ta mà rốt cuộc người ta không ăn được gì hết. Trong cuộc sống, thưa đại chúng, cái giáo lý này
cái giáo lý gọi là tứ tất đàn, tức là bốn cách để thành tựu mọi người, bản thân mình cũng như chúng sanh. Thứ nhất là đối trị, thứ hai là thế giới, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Vị nhân là vì người, mà mình vì người để làm gì? Vì người mời cơm thì phải mời cơm cho đàng hoàng. Vì người mình đưa người ta đi học thì phải chỉ dẫn cho người ta đàng hoàng. Mình vì người ta mình đổ người ta tu, mình giúp cho người ta tu cho đàng hoàng. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta làm gì cũng không ngoài ba cái: vị nhân, đối trị và thế giới. Thế giới người ta nói vậy, mình phải nói vậy. Mình không thể nói thành nói thấp hơn được, phải không? Ví dụ như người ta đang bệnh, người ta gặp mình: chị ơi, em lúc này bệnh quá, ôi thân này trước sau chết, sắc sắc không không thân đầu đó. Mình nói chân lý không? Nói chân lý, nhưng mà đúng người không? Mà không đúng người thì không phải là mỹ nhân, không mặc rồi mà mình dùng đối trị đúng cặp nữa. Đối trị lại nói lại cho bà biết đời là vô thường, trước sau cũng chết, bà uống thuốc đi. Không đúng. Vị nhân không có, thế giới không có, gì nữa, đối trị không có, thì cái thứ tư không có là gì? Đệ nhất nghĩa không có. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất là gì? Tức là đến cái giáo lý tổng cùng, cái chân thật. Nhưng mà chân thật đó không phải ai cũng nghe được, mà người ta sẽ nghe, nghe lúc nào, nghe khi nào người ta lắng tâm, người ta bình tĩnh, người ta thấm nhập. Mình nói chân đế này, một cái người người ta đang khổ, người ta toàn tâm toàn ý người ta đang chú một cái khổ, người ta tới với mình, mình có thể mình nói một câu rất là đối trời, gọi là gì, gọi là đệ nhất nghĩa, nhưng mà người ta nghe chưa không. Cho nên cái đệ nhất nghĩa mình sẽ dùng, nhưng mà ở trường hợp nào người đó có sẵn sàng nghe được câu này. Mà nếu như ba cái trên mà mình chưa thực hiện được thì tự nhiên cái đệ nhất này nè, không, cái thắng nghĩa này nè, nó cũng sai. Thì mình nói mình ta không có tham nóng, mà thậm chí người ta còn đi ngược lại, người ta nói thôi từ đây về sau tôi không bao giờ tìm tới người đó nữa. À, tới người đó là họ nói gì đâu có, tôi nghe muốn chết luôn. Thành thử đưa lại cái Đức Phật ngày xưa giảng pháp, dù ngài không nói ra, nhưng mà sau này chư tổ ngồi lại quán triệt lời Phật thì các ngài phân tích cho mình thấy mỗi mỗi lời dạy của Phật, mỗi mỗi hành tác của Phật đều nương vào bốn cái này. Thứ nhất là đối trị tất đàn, thứ hai là thế giới tất đàn, thứ ba là vị nhân tất đàn, thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Nếu chúng ta nắm được cái này, nội cái đối trị thôi là mình tu cho mình. Mình tu cho mình rồi thì mình có thể khả năng mình giúp người. Có nhiều khi tối ngủ không được, quý vị cũng tìm cách để đối trị cái ngủ gì, mở thầy Pháp Hòa lên chào luôn cho mình ngủ. Có nhiều Phật tử thế, con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào con thầy cũng nói chuyện cho con ngủ hết, cho nên có thể nghe thầy nói. Nhiều thầy, nhiều người nói sao chị nói vậy, mà nghe thì buồn chết. Pháp Hòa nói không có gì để buồn. Nếu Pháp Hòa nói mà người khác ngủ, họ không tốn thuốc ngủ, mình cũng thành tựu rồi. Nói mà ta ngủ đâu phải dễ. Nói mà ta thức mới khó, nói mà ta ngủ thì cũng được. Tại vì như vậy thì thưa đại chúng, ngày xưa người ta theo một cái tổ chức giáo dục của khoa học Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức đặt tên là giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc, thì họ định nghĩa học để làm gì? Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình là ai, cần làm gì, và đồng thời học để chung sống. Đó là cái định nghĩa của những người làm cái công việc về văn hóa giáo dục. Nhưng mà đối với đạo Phật, chúng ta cũng có thể nói thêm: học để làm gì? Để tự giác, để giác tha, đến khi nào mình và người cùng giác hạnh viên mãn. Tự giác, học để biết, biết để tự sửa mình và tự giác.
giúp đỡ mọi người xung quanh mình, sửa người, sửa mình, gọi là giác hạnh. Nếu mình làm được việc đó, mình với người trọn vẹn thì gọi là giác hạnh. Mà ba cái nghĩa này mà làm được thì gọi là Phật. Vậy thì Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là tự giác, thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hạnh. Trong cái nhẹ nhàng trong cuộc sống, chúng ta cứ tự giác, giác tha. Thí dụ, người đàn ta vô ăn cơm, nghe pháp, cứ khiều nói chuyện hoài, mình ngồi im, không nói, người đó khiều khiều thôi, ngồi im tức. Thì tự giác ấy, cái người còn kế bên, ta cũng giác tha, im lặng. Rồi cả hai cùng im lặng, giác tạm im lặng. Cặp làm, hai cặp làm, ba cặp làm, chùa trăm người, năm mươi cặp. Năm mươi cặp tự giác nghe, giác tha nghe, hai người giác tạm viên mãn nghe. Tôi với bà hai đứa cùng tôi. Thì như vậy thì trong cái âm thầm trong cuộc sống này, đây bây giờ nói trong chùa thì mình nói nhà, đi làm về tự giác, bổn phận của mình làm gì đây? Đi về sớm, bắt giùm vợ ngồi cơm, rửa giùm vợ cái bánh chén, máng áo máng quần lên, hoặc là đồ giặt chưa sấy mình bỏ mình sấy, sấy rồi mình đem vô xếp, làm gì được chút chút trong khả năng của mình, tự giác. Mà tự giác cũng là giác tha, tại vì lát chỉ về chỉ thấy đâu vô đó cái chỉ vui, chỉ vui cái chỉ thoải mái, chỉ mua bếp chỉ nấu ăn cho mình, rồi hai người cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ là giác hạnh. Như vậy thì trong cuộc sống này đừng đợi vô chùa mới thực hiện được ba nghĩa của Phật, mà cũng đừng đợi mình làm Phật mình mới làm được ba nghĩa đó, mà ngay trong cuộc sống mình từng giây từng phút mình đều có thể tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì đối với người học Phật, chúng ta học Phật để thực hiện được ba điều giác. Người thế gian người ta học cũng có cái nghĩa của người ta học để biết, biết để làm, biết để làm và làm xong thì tự mình khẳng định mình là ai, mình là dở, là giỏi, là như thế nào, để sống đúng với cái trào lưu tiến hóa của xã hội, đi tới đâu cũng không bị người ta chê cười. Cho nên Phật mới nói người sống được như vậy đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững vàng, phước đức của tự thân. Tại sao phước đức của tự thân? Vì người này luôn luôn tự kiểm mình, chỉnh mình và không bao giờ làm những điều quá lố, và đồng thời luôn luôn biết làm việc gì cũng quán triệt được xã hội. Ví dụ bây giờ mình thấy cuộc sống bây giờ người ta trộm cướp nhiều, do đời sống khó khăn, thất nghiệp, không phải người ta muốn nhưng mà xã hội có thể tạo ra nhiều, mình cũng không thể trách họ được, nhưng mà cũng không thể không biết điều đó để chúng ta tự vệ. Đó, thì mình đi ra đường cầm bóp cầm giỏ thì mình phải tự cẩn thận, hoặc là mình xách những cái gì quá sang trọng khi mình đi một mình có thể tạo ra cho người khác cái sự rút bóp tham lắm. Thì mình biết điều đó cũng không phải là không tốt, mà mình cũng không thể bỏ trôi biết để chúng ta hành xử. Cho nên việc gì chúng ta làm, con cái ví dụ như nó đi học về, nó nói những cái điều nghe rất là tiêu cực về bản thân, nhưng đừng bao giờ tại sao con như vậy, con thế này, con thế kia, không bao giờ. Có một Phật tử nói với đứa con, trong nhà của mẹ từ lớn tới nhỏ không ai có cái gen tự tin, con đừng bao giờ nói với mẹ là con tự tin nha, tại nó về đến thang của bà thì bà già cấm nó một câu liền, trong nhà là không ai có cái gen tự tin đó, con đừng có nói con tự tin, con tự tin con đi chỗ khác con ở chứ con ở nhà này. Thật sự nó tự tin mà nó tới hồi mà nó quỵ xuống chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói nó tự tin tới thời kỳ cuối, bà già bây giờ nó test rồi. Thế nhiều khi mình nói một câu cho con rồi, ví dụ như nó, ví dụ thôi, nó đi học về như vừa rồi bên cô có một cái chuyện, ba má của đứa nhỏ này luôn luôn tự hào về sự học của nó, khoe làng khoe sớm như vậy, và nói với nó rằng con nó là học điểm dở, đừng bao giờ về nhà nữa nghe không. Thành thử mặt thật sự tôi đại chúng, trong suốt mấy năm nay nó có đi học đâu,
nó toàn là tự tạo một cái bản học bạ nó đem về nó quen thôi. Cho nên hai ông bà nghĩa là sống trong mơ mộng từ cái lớp 10 cho đến lớp 12 đến ngày ra trường, nó ông bà nói là nó đem về một tờ giấy của nhà trường gửi là nó sẽ nhận học bổng tối cao lãnh một cái bằng kiểm tra, sửa soạn quần áo hết chờ nó đi vô, nó không có về. Cuối cùng ông bà kiếm nó 2000 nó trở về. Thì khi nó trở về thì lúc đó quý vị biết nó làm gì. Ông bà nổi giận lên và cuối cùng trong cái hành hung nó giết chết hai ba má, chỉ vì một cái bằng cấp mà ba mẹ nó ép nó phải làm. Thì ông bà mới nói là trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta không có tự thấy rằng chúng ta phải làm gì trong bốn cái cách hành xử này, phải không? Mình phải bị nhân, con mình nó học không nổi thì mình cũng phải đồng ý cái chuyện đó. Có hòa thường nói với các bậc cha mẹ, nếu con mình một ngày nào đó nó đi rửa chén cho nhà hàng kiếm 5 đồng nó sống, còn hơn là nó đi bán xì ke ma túy làm chuyện hợp không hợp pháp đem về cho mình cả chục ngàn. Quý vị muốn cái này, thà nó đi làm 5 đồng đi, vậy mà nó thấy giá trị được đồng tiền. Nhưng mà nó bán một cái gói thuốc đó nó kiếm được 5-7 ngàn, nó không thấy giá trị được đồng tiền, thì cuộc sống nó càng hè càng đắm càng chìm. Và đến khi mà nó đến cái chỗ tệ hại rồi thì mình hoàn toàn bó tay không làm được gì. Cho nên nếu chúng ta biết cái đó, biết những câu chuyện đó, không phải để cười chê ai hết, mà chúng ta biết để làm gì, để chúng ta tự giác, tự khẳng định mình phải làm gì trong cuộc sống của gia đình mình, bản thân tu làm gì. Cho nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là điều cần có của mọi người con Phật. Hay nói chung là tất cả mọi người, ai còn sống trong cái cuộc đời này, nếu thiếu tự giác thì mình cũng không thể nào mình sống hòa nhập được. Nếu mình không thể giác tha thì người khác cũng không tới với mình. Bởi vì mình không tự giác thì mình sống không giống ai hết, mình không hội nhập được với ai hết. Và không hội nhập được với ai hết thì làm sao có cơ hội giác tha. Mà không giác tha được rồi thì cuộc đời mình đã uổng đi, thì không thể gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên cái gì mình học mình biết để khẳng định mình là ai, phải làm gì, làm cho cuộc sống mình nó trang hòa và tốt hơn. Thôi thì buổi tối hôm nay, trong cái thời sau cái giờ truyền giới bát quan trai, thì theo lời yêu cầu của sư cô trụ trì, có hòa sinh hoạt với đại chúng buổi tối hôm nay qua cái bài nói chuyện nói về bốn sự thành tựu: đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Và chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Nếu muốn chúng ta muốn thành tựu cho mình, cho người, thì chúng ta ứng dụng một phần nào của cái này thì chúng ta sẽ thấy nó có phần kết quả. Cảm ơn thầy chúng.